vang vọng quyền lực trong thế giới của những tiếng cười. Xin mời nghệ sĩ Hoài Linh, nghệ sĩ Chi Tài và nghệ sĩ Trường Giang. Kỷ xưa đâu ta bé ta chân, đôi tay trên bắn súng với thôi, chơi công em đi bắn đường dây, thiên ngang anh dưới súng ngay em bắn bắn, anh bắn ngay em bắn bắn, em ngã xuống sân đây. Đi xuống đi xuống đáng nhớ, ta sẽ không quên bao giờ. Vẫn chép bảo ông. Trời ơi, ông làm cái gì vậy? Hát gì vậy? Hát cho nó yêu đời, rồi ông làm cái gì vậy? Chán đời. Hát từng bài, hát mà không đúng. Hát sao? Bây giờ đâu, ta bé. Ta lái dây sâu ta bán câu đó. Bày ông lúc nào cũng bật bậy ở trên đó. Ông biết ông rồi ông hẹn mình ra đây làm cái gì. Bây giờ này chưa thấy ông ra. Bởi vì dám làm quan chắc lẫn rồi. Lẫn không nhớ gì. Giờ lớn tuổi nạn không có để ý là lẫn dễ lẫn lắm. Giờ cỏ rồi nhớ tay con vợ nhớ còn lẫn. Chúng cái ông hàng xóm của tôi nè. Ông hông? Tối ngày ông cứ chui vô kẹt tủ với gầm giường ông núp ở trên. Lý do? Ông nói ông là cái bóng đèn. Ông phải chui xuống dưới chỗ tầm tối á, để ông soi sáng cho người ta. Trời ơi, lặng không rồi. Tội quá trời luôn. Nhà ông có ai lặng không? Không có lặng mà kế bên nhà có một ông cũng lặng. Cái cuộc đời của ông á, suốt nhà ông không bao giờ ngồi dưới đất. Leo lên cây ngồi không. Ủa sao kỳ vậy? Ông nói là ông là ông là chiếc lá, ông không thể nào xa liền ra. Chả bù với ông sát cách nhà ông tối ngày cứ ra ngoài biển nằm dưới nước đó. Ông nói ông là người cá. Lẫm quá đi. Tôi có ông bạn. Ai nữa? Ông bạn. Ông cũng lặng đó. À, mà không hiểu được đâu. Cuối tuần thứ bảy chủ nhật là không ở nhà ăn cơm mà đi ăn thờ. Đặc biệt không bao giờ ăn hủ tiếu. Gì kỳ thì đó, cuối tuần là đi ăn phở, đặc biệt không bao giờ đi ăn hủ tiếu. Ủa sao không ăn phở mà ăn hủ tiếu? Tại ông thích phở. Tại ông thích. Ông ăn gì kệ cho ông nhé. Không biết cháu gì đâu. A đù gài chữ tôi nha. Đừng có chọc tôi nha. Tới chưa mà ai chưa đó? Không thấy cái ai hết vậy. Vậy à, mẹ đi vui xong rồi chết mẹ rồi. Đi đâu vậy? Ôi đưa ra ông làm ơi. Sợ nó cái ông kỳ vậy. Ừ, cái ông cũng còn lâu. Đi qua mất. Ông ơi! Nè, tôi đứng đây nè. Dịnh lỡ. Cái gì vậy? Cái lợn chỉ mà phán như tay lửa đó. Đừng có diện cái ta, không được. Cái nhát. Rồi. Bị già mà còn khỏe quá đó. Hả? Rồi đi là đi miếng thôi. Hả? Không đứng lại được tại phố thánh nó mòn. Trời ơi, ông thì đi tha bố tháng mới đây chứ. Thay được về thay rồi. Bữa nay hẹn mấy ông ra đây để tập thí dụ. Nghiên cứu mấy bài tập hay lắm. Vì mình già mình mới tập thí dụ cho nó khỏe. Đúng. Cứ để lộng chứ. Đúng rồi, tôi nói là không, bây giờ tập thí dụ. Tôi mới nghiên cứu bài này hay lắm. Để chỉ cho mấy anh. Để mấy anh giữ sức khỏe. Bài tập là mang tên là con khỉ già ăn chuối. Cái gì mà quỷ già đúng là gì? Con khỉ già ăn chuối. À, khỉ già ăn chuối. Không, ông bị lặng.
tâm lãng tơ là à, bây giờ bắt đầu tập nè. Ừ. Trước tiên đứng nghiêm. Ừ. Không nghiêm được cái ta nó chứ lấy mới không nghiêm được. Cảm đi cái tay không nghiêm. Cái ta không thì chịu đua rồi. Bị bệnh. Rồi trước tiên là hai chân dang rộng bằng vai. Dang rộng bằng vai. Ông nói đuối gì đuối rõ rõ. Dang rộng bằng vai. Dang ra dang rộng bằng vai mà. Bằng vai. Bằng vai thế này à. Cái vậy. Mẹ bằng vai là sao lên lên bằng vai. À mẹ là mẹ cũng chết. Trời ơi, ý ổng nói là hai chân góp lên phơ. Tôi nhớ là hai chân giang rộng bằng giá. Thì đó, hai chân góp lên phơ. Ý là sạc hẳn ra nha. Trời ơi, ông đừng có lên giọng cái chữ đó. Thì nó nói vậy là già già rồi. Bây giờ trước tiên là hai chân giang rộng bằng giá. Ủa cái gì vậy? Từ sáng như vậy. Trời. Già giờ nó tuột nhâm hết rồi. Bởi già hay bị té rất là dày. Bởi vậy cẩn thận, cẩn thận. Không dính tôi đây. Trước tiên là hai chân giang rộng bằng giá. Đưa hai tay ra trước. Không, đưa ngay. Đưa một khó lắm. Bắt đầu tập. Tập theo tôi nè. Con khỉ già. Con khỉ già. Bước chân trái lên hai chuối. Hai chuối. Rồi thả tay xuống qua bên này hai chuối. Ông làm cái gì vậy? Cái chuối nó thúi. Đúng rồi ông ơi. Ông thấy chuối thúi luôn hả? Sao ông tào lao vậy? Đúng rồi, chuối thúi thì bỏ cho đâu có nút được. Cái này đang tập đi dùng mà thấy chuối thúi à? Quay, quay, quay. Làm lại đi. Rồi. Hai chân giang rộng bằng dài nè. Ông lay giảm chút xíu được không? Đưa hai tay ra trước. Rồi. Con khỉ già. Con khỉ già. Hai chú. Hai chú. Cười à. Tài nguyên hai. Hai chú. Hai chú. Cái túi sắm già nhưng mà cái tay vẫn còn như trẻ lắm, banh tìm hoài lắm. Bỏ đi giờ bắt đầu nè ăn chuối. Ăn chuối không lột vỏ cái mày tập đi dùng mấy tiếng hoài. Chuối không lột vỏ. Cái mày tập đi dùng mấy tiếng hoài. Ăn chuối. Dùng vỏ 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 chuối. Có chèm bè. Chèm. Hai hai hai. Người ta tập cho khỏe mà ông ra đây ông chưa tập bài kèm mẹ. Để nó bây giờ chưa có tập nhanh, bây giờ tập nhanh nó sẽ khỏe. Rồi. Bây giờ bắt đầu. Giờ chỉnh tôi trước tiên là hai chân giang dẫn bằng dài. Đưa nhau bắt đầu tập nhanh. Con khỉ già, hai chuối, hai chuối, ăn chuối, ăn chuối. Dùng vỏ chuối, dùng vỏ chuối, chèm vỏ chuối, chèm vỏ chuối, chèm mẹ.
Hay là tập nhanh thấy khỏe, chứ thấy tập chậm thấy mệt rồi. Giờ đó là một bài. Dạ. Bây giờ bài tập thứ hai là bài tập này tôi học từ bà bạn của tôi, bà chị cũng hay lắm. À, hay nè. Trước tiên là tay đặt lên ngực. Đặt lên ngực đấy. Đó, ở đây. Đây nhai. Đây là cái bụng mà. Sao ông cả tôi cái gì bà bạn, tôi bảo chị ba cái đặt trên ngực ở đây mà. Tuổi. Khoảng năm nay 91 rồi. Nó xệ. Nó xệ rồi. Thời 91 quá. Thời 93 nó chắc nó bụt tới đây. Quyền cơ địa trời ơi xuống đây đi. Đó là bình thường. Cái bên nhà tôi có bà kia 91 tuổi ngồi trong phòng khách mà cho con bú ở trong đấy. Vậy không quá giỡn hoài. Còn nó xuống nước nhanh dữ vậy hả? Giờ đêm lâu quá giờ đâu có thấy nữa đâu. Thôi bây giờ bà chỉ đặt trên ngực ở đây mà mình đặt trên đây lỡ mình hít thở tầm bậy nó tẩu quả nhập ma nè. Để bỏ bài này. Thì bỏ thì sẽ tập bài khác. Đúng rồi. Có cái bài này tôi nghe trên đài phát thanh nè. Bây giờ cho mấy anh thử luôn đi. Tẩu thần. Rất khỏe. Khỏe vô cùng. Ừ. Hít đi, hít. Hít đi, hít. Hít vô, hít đi, hít đi. Đó, khỏe không? Ủa, cái bài này bài gì vậy? Bài này người ta nói là tập yoga. Tào láo quá. Yoga là một thằng ngồi tập thiền kìa nè. Con đưa ra cho con hửi cái hết cái gì. Ủa vậy hả? Ừ. Đâu có biết nghe trên đài phát thanh có tưởng đâu. Yoga là hít ra vô. Cậu quá. Thì bởi vậy tôi chưa tập cho nên tôi mới đưa mấy anh ra thử. Chứ nếu tôi mà tập rồi thì tôi đem một bình ga 5kg ra ba thằng hít hít mẹ cũng không hơn. Bỏ bài này đi. Vậy thì tập bài khác cái gì đâu mà chữ tốt. Rồi, cái này mình đang nghiên cứu mà. Rồi. Bây giờ tập bài khác, bài này tôi cũng nghiên cứu trên đài phát thanh. Phát thanh nữa. Bây giờ trước tiên là hai chân dang rộng bằng da. Ừ. Đưa hai tay ra trước. Màu tay ra. Quay một góc 180 độ hốt mạnh xuống đất. Hốt đi, hốt mạnh lên, hốt dầu hốt. Đưa lên thật, đưa lên mũi, thật, thật. Trời, khỏe không? Thấy khỏe không? Khỏe ông nội. Cái bài này tên gì vậy? Bài này người ta gọi là hít đất. Tào lao. Hít đất là người ta chống tay rồi ta hít nè ông nội. Ông này làm kêu hút đất hủi, hít đất như vậy. Không hay nha. Thầy cho tôi với ông đó, ông ơi. Sao? Hốt hốt là con chó đi ngang qua là hốt chết mày. Mày à. Chó mày là... Ông này nói đúng á. Đuổi mà chó mày đi ngang nó yên. Cái mà mình có hốt, hốt, chó hốt. Kêu lên thử. Khó thiệt rồi. Dính kèo. Dính kèo rồi. Tôi nói đâu có biết đâu, tại nghe ở trên đài nó nói hít đất tưởng là quẹt đất hít là hít đất. Thôi dẹp đi. Thôi thì tập bài khác cái chữ hoài vậy. Ủa cái gì? Bây giờ còn một bài này nữa tôi cũng nghiên cứu trên đài. À, vậy đi. Trên đài truyền hình. À, có hình ảnh. Có hình ảnh. Có hình ảnh. Chữ hoài. Tôi cho lo sức khỏe chung mà chữ. À, biết rồi, bây giờ tập đi. Bây giờ hai tay châu và rốn nè. Ngửa mặt lên. Lấy hơi hít thật sâu vào. Đúng rồi. Hít mạnh vô. Hít mạnh đúng rồi nha. Hít vô. Hít vô đi. Hít vô. Hít vô đi. Mấy anh hít vô. Hít vô đi. Hay quá. Hít đi. Hít đi. Hít. Con chắc mẹ thở ra đi. Thở ra. Thở.
Tôi xin lỗi, ở trong đài nó biểu thích sâu thở ra điều. Tôi thấy mấy anh thích ăn quá quên cho thở. Thôi dẹp, ông chỉ mấy bà tầm 7 tầm 3 không à. Tôi đi về. Hiểu rồi, thì bây giờ mình nghiên cứu trong giai đoạn nghiên cứu mà. Gì? Đừng tôi hoài, bây giờ mệt chưa? Mệt sao không mệt? Dẫn vô uống cà phê. Xong rồi mình nghiên cứu tiếp. Có gì đâu. Bây giờ đơn giản là mình hít đất không được. Mình tập những thứ khác không được, mình hít đất không được. Thì bây giờ mình vô mình tập hít đất. Đấy. Hít cái khác. Để cái này mình khỏe không? Bị mình già cho mà. Mình khỏe để cho con cháu nó đỡ lo cho mình thôi, không? Phải tập thể dục. Phải tập thể dục. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị, sau một phần trình diễn nữa thì Hoài Linh sẽ trở lại quý vị một lần nữa. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, xin cảm ơn các nghệ sĩ. Xin cảm ơn ba nghệ sĩ Hoài Linh, Trí Thạch và Trần Giang.